Mình chào quý vị anh chị, em xin giới thiệu quý vị anh chị mấy cái hai cái mẫu ở đây có trưng bày. Hai mẫu bếp từ IH cao tuần này. Rất là rẻ và rất là mạnh mẽ này. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080-6817-3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook, Zalo của em như vậy nha quý vị nha. Đấy, rất đơn giản thôi. Thì cái công suất người ta để ra đây một từ 150 đến 140W, à 1400W. Nhiệt độ thì từ 150 đến 200 độ C. Hai cửa IH điều chỉnh. Nhiệt độ bảo ôn thì từ 60 đến 80 độ. Giá của nó đang giảm giá từ 1.3 chưa thuế. Rồi tầm 2.7, 2.8 như đấy. Xuống còn 2 triệu nhá. 2.2 triệu. 2.2 triệu gì đấy. 3 triệu, hơn 3 triệu này. Con này là tầm 3 triệu xuống 2.2 triệu chưa thuế nha quý vị. Thế vào tầm 2.4 triệu. Hàng của nhà cung cấp Yamazen. Yamazen là một trong những hàng điện tử nổi tiếng ở Nhật. Nội địa của Nhật. Đây. Kích thước của hai cái mặt kia thì là 26cm. Đây. Còn bên này nữa, bên này là một cái bếp âm trần. Và bếp âm này. Đây, con dài này. Cũng 1400W. Và nó có 6 tầng nhiệt. Giá của nó sau khi giảm 28%. Của hàng này của Arit Ozama. Arit Ozama cũng là một trong những hãng sản xuất về với cái đồ điện tử bếp gia dụng nổi tiếng của Nhật. Giá của nó sau khi giảm giá thì còn 1.3, hơn 1.3 sau thuế. Giá trước thuế là 1.8. 1.8 thì tương khoảng tầm 4 triệu và 1.3 thì tương đương tầm 3 triệu như vậy. Đấy, mã của nó là IKH-W1-2SB. Hai con này rất là khá là ok. Kích thước của nó thì 32 hoặc không phải ghi. Đây thì chỉ ghi là có hai cái bếp hai bên thôi chứ không ghi cái kích thước bếp như bên kia. Rất là ok. Con này nó cũng là cao tần. Ở trên này có ghi là một bên là 26cm này. Bếp bên này nhỏ hơn là 20cm. Đấy. 1400W tối đa. Còn trên này là mấy cái đồ nướng này, nồi lẩu bếp ga, em không quay nữa. Con này giá là 1.5 triệu, đắt này, 3 triệu mấy. Nó là lò nướng. Đấy, đây rất là nhiều đồ quý vị ạ. Em sẽ lượn một vòng, tranh thủ lúc chờ người ta gọi hàng cho em. Em đi lượn một vòng cho quý vị anh chị cùng xem thôi. Chứ không phải mua mấy đồ này. Mấy đồ nướng, bếp với sóng. Bên này là quầy loa. Đây là cái từ cũng đi hát 400 4 sen khoảng tầm 1 triệu, 1400W. Giá đã giảm nha quý vị. Đấy, hàng mới trong trong nha quý vị. Bây giờ em quay là hàng mới trong trong nha. Rồi, video này em quay ngắn thôi để hiểu vị anh chị của chú. Em xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại video sau. À quên, em xin thêm một chút, đây là mấy cái máy gọi là không khí. Đây là không khí của Sharp. Sharp là một trong những hãng nổi tiếng và có chất lượng rất là tốt rồi. Không cần phải bàn cãi. Đấy, gọi là không khí thì có
các cái tấm lọc 5 lớp lọc, và có giá của nó này. Ở đây thì có là mức độ lọc là 4 mét khối trên 1 phút đấy, khối lượng của nó không thấy ghi ở đây. Có ion và bạc nhé, lọc không khí nha quý vị. Trên này của Arit Yamaha này, bên này thì của Sharp, bên này mấy cái máy lọc mini này. Cái giá của hai cái này thì ở đây thì người ta có ghi là giảm từ 1.7 chưa thuế xuống 1.3, thì sẽ giảm được khoảng 1 triệu đồng nha quý vị. 1.3 tương đương khoảng tầm 3 triệu 5 đồng. Còn bên này thì to hơn, của thằng Sharp này cũng Sharp, con này to hơn, giá thì từ 7 triệu hơn cho xuống còn hơn 5 triệu chưa thuế. Thế là cũng là rất ok rồi. Đó, có Argon, có AG bạc này, 500ml 550ml trên giờ, độ ẩm đấy, có thể là tích được ẩm đấy. Một giờ nó sẽ lọc không khí và nó sẽ cái bình nước của nó sẽ chứa 500ml trên giờ ấy. Cái này phơi quần áo, mùa đông phơi quần áo xong bật cái lò này dưới nó hút nhanh lắm, sáng mai dậy đầy nước luôn. Trước bên ký túc xá bọn em dùng cả. Anh xem xin chấm dứt video tại đây, anh xin cảm ơn, hẹn gặp lại.